Xin chào khán giả, xin chào các mạng thường quân trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày em Tinh Cường và đồng hành chung với em là anh Alijan. Hello, kính chào quý vị khán giả. Mình đang lái xe tập trung nha quý vị khán giả. Chút xíu mình chúc quý vị khán giả sao nha. Hôm nay thì nói chung hôm nay là ngày mùng 3 Tết, tức là ngày 14 tháng 2 là ngày tình lễ Valentine luôn. Đáng lẽ là tụi con phải ở nhà nhưng bây giờ có một bệnh nhân nghèo họ cần xe thì nên tụi con đã cùng đến và tụi con đã qua đi và giúp họ nghèo. Thì bây giờ là hiện giờ là 10:30 thì tụi con sẽ qua bệnh viện Long Thành đón một cái ca bệnh nhân về Lộc Quang ở Bình Phước á. Thì cái ca bệnh nhân này là cũng là nghe nói là cũng đang hối nên thì xin quý khán giả mà mạnh thường quân trong mọi nước theo dõi chiếc xe của tụi em nha. Alo cô ơi, con xe con tới rồi, con ngoài cổng rồi, cô đón giùm con nha cô. Đâu nè cái xe này cổng cấp cứu hả? Đúng rồi đó. Số 4 này hả? Đây nè xe nè cô ơi, đâu cô đâu? Đây nè. Đây là người nhà của bệnh nhân. Tóc sát cho nó anh, tóc sát cho nó, trình giấy cái, tóc sát cho nó. Trình giấy cô ơi, trình giấy đi cô. Mình đang ở ngay bệnh viện Phòng Thạch nha. Cô mở cửa cô lên xe luôn cô chỉ đường con. Cô mở cửa đi, cô mở cửa lên xe luôn. Hello, xin chào quý vị. Tại vì trong bệnh viện Phòng Thạch thì không có cho quay phim này nọ đồ á, nên phải để trên xe để như vậy nha quý vị. Hiện tại đang chờ người thân của bệnh nhân trình giấy cho bảo vệ mình mới vô được. Sau cái anh. Rồi đi này anh, đi này lên đón bệnh. Đi này lên. Cái đó là nằm bên đó. Nằm bên phía cái chỗ mà bên kia đúng không vậy? Mấy anh đây là ngay chỗ cổng ra đó. Ngay đường này luôn hả? Đi vòng qua đó thấy ta xe đi vòng qua đó qua đó. Vòng ở đâu con? Rồi đi này nè. Rồi nha cả nhà ơi. Bây giờ là đang vào đón người bệnh nhân nha. Ngay dòng đường này đúng không cô? Ừ, dòng đường tốt dưới, dưới luôn phải không? Cái đó, ở dưới đúng không? Xanh, rồi chạy xuống dưới anh Trần ơi, chạy xuống dưới luôn anh Trần. Cuối đường luôn anh, cuối đường ngoài trái. Rồi tới đây quay trái đúng không cô? Rồi, đúng rồi đó. Ngay chỗ đó kìa. Đúng rồi. Ngay chỗ mà mấy xe cứu thương đậu đúng không? Đúng rồi. Rồi quay trái. Rồi quay trái luôn anh, quay trái luôn. Phải cái cô đang ngồi đứng hay không? Rồi quanh cái đậu đi anh, đậu chỗ này cũng được anh, đậu gặp cái xe này luôn. Anh ve vô anh đậu anh này luôn. Mình có xuống không hay là ngồi luôn? Không. Ngồi luôn không? Quay đầu lại anh, quay đầu lại đi. Không xuống không? Em xuống luôn. Thì xuống cho ta vô lại vậy. Rồi. Có kêu người nhà cầm đồ qua đây là có mình lên luôn. Mình đang bên đường Hậu Thạch nha mọi người ơi. Rồi
Bỏ gốc đi, bỏ gốc không? Ờ dạ, em biết rồi. Dạ rồi, 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 dạ, dạ. Dạ, quay anh xe. Lấy xuống không? Lấy xuống đi, xuống đi. Đưa, đưa, đưa cái đồ bóp vô chổng luôn cho tao gắn lên tranh rồi. Tao gắn luôn cho anh Phi vào vàng bóp luôn. Biết mà không quay trong rồi. Ở đây quy định của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó mọi người ơi là không có thể mà quay trong được nên mọi người thông cảm nha. Rồi nha, đây đây là vợ của chú đúng không? Dạ. Rồi rồi. Còn nhỏ đó thì con gái. Rồi rồi. Bây giờ là bệnh nhân đang ra nha mọi người ơi. Chị leo lên xe đi, chị lên, chị lên xe đi, chị lên xe đi. À, hôm nay là mình ba Tết thì tụi em có được một bạn về. Rồi, ok, rồi. Chị. Cô lên bóp cho bác đi. Không, bây giờ chị xuống đọc tên, họ tên được rồi chị. Chị xuống đọc coi. À, Hà Thế Bảy. Tên của người bệnh. Ờ, Hà Thế Bảy. Hà Thế Bảy. Anh Trang ơi, em nhờ xíu anh Trang ơi. Anh quay vô mà. Quay vô cái này nè, đừng quay người em tại. Hà Thế Bảy. Rồi, tình trạng của bệnh nhân là gì? Bệnh, ý là bác bị bệnh gì á? À, não phổi, không? Não, phổi, não, đứt dây não, não khô. Não khô đi nha. Dạ. Bệnh. Nhà bệnh nhân, cô tên gì? Phạm Thị Tám. Phạm gì? Thị Tám. Phạm Thị Tám. Quan hệ là vợ đúng không? Đúng vợ. Cái người, người đi chung là tên gì, chị tên gì? Hà Thị bé ba. Hà Thị bé ba hả? Bé ba. Rồi. Và chị ký giùm em không? Ký tới tên chị phải không? Dạ. Bây giờ tụi em chuẩn bị đưa bệnh nhân về qua nha. Rồi. Anh đi ra lại chỗ này cho em đi nè. Rồi. Và em với anh Trang đã đón được bệnh nhân. Em với anh Trang đã đón được bệnh nhân rồi. Này, bây giờ tụi em trên đường đi lên Lộc Ninh. Đi lên Lộc Ninh. Là bây giờ tụi em trên đường chuẩn bị đi lên Lộc Ninh rồi. Xin cả nhà theo dõi chuyến hành trình của tụi em nha. Bây giờ tụi em bắt đầu xuất phát đi lên Lộc Ninh nha, Bình Phước nha. Thì mọi người cứ theo dõi hành trình chuyến xe của chú Tám Sang sẽ đi đưa người nghèo về nhà. Hello, xin chào cả nhà.
của người vậy thân. Con gái thứ ba của Hà Thứ Bảy nè. Dạ rồi. Con gái thứ ba của thầy, công việc của chị làm gì vậy? Chị ở nhà làm ruộng ở miền Tây. Ở miền Tây chị ở đâu? Ở Vĩnh Long. À Vĩnh Long, dạ rồi. Vậy là bác là bác bệnh là chị lên như này bác chị chăm sóc cho bác hay sao? Chị bệnh rồi cũng nghèo, gia đình cũng nghèo rồi mới hai ba bệnh lâu mà nhưng mà mới lên thăm hôm qua rồi ba yếu quá rồi cũng chở ba về. Là bác cho con hỏi là bác bị bệnh gì? Mới đầu thì mệt, mệt rồi cái chở bệnh viện Lục Ninh nên nằm đâu cũng 7-8 bữa cái mệt quá cái chuyển ba đi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch nằm nay bữa 27 tới nay và bác sĩ ba bệnh là bệnh đứt mạch máu não, khô não và tắc nghẽn đường mạch máu. Mạch máu là biết tính ra là bác cũng bị bệnh nhiều. Bệnh nhiều lắm. Nhưng mà là chị đi xuống lâu chưa? Bác đưa bác xuống lâu chưa? Đưa xuống bữa tối 27 á, 27 Tết dạ. Mà nước máy tay. Dạ, 27 Tết luôn mà đi. Dạ rồi. Bây giờ là bác mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay bà 80 á. 80 tuổi hả? Rồi, 80 tuổi vậy là bác cũng lớn tuổi rồi. Thì mình cũng như vậy. Thì nói chung là hồi nãy là trên bệnh viện thì bác sĩ có nói là sao chị? Bác sĩ giờ phần tốt của ba là còn ít lắm. Người còn thấy vậy thôi, cho ba về nhà, cho ba có theo ông, theo bà, không có nhà. Tính ra là... Thì bây giờ nói chung á, thì... từ ngày 27 Tết tới giờ thì bây giờ là còn nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á, còn nằm ở Bình Dương ở Bình ở Lộc Ninh là cũng 8 bữa. Là mình nằm ở Lộc Ninh 8 bữa nữa vậy. Dạ. Thì bây giờ là xuống 8 bữa trên Lộc Ninh rồi chị đưa xuống với Phạm Ngọc Thạch từ 27 tới giờ thì 6 bữa nữa thì bác sĩ cũng đã nói chị đúng không? Là bây giờ thì người chồng là đưa bác về. Đưa ba về. Đưa ba về là cái nhà phải đúng không? Cô là gì của bác? Chị vợ. Vợ của bác hả? Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi cô? 28, nay 70 rồi. Dạ, cô 70 tuổi rồi cô. Dạ. Thì cô cái tình trạng của bác là bệnh lâu chưa cô? Ở nhà cứ ra chóng mặt hoài à. Có chuyện có thuốc đó là ông ra ông chống mặt mà nhắm mắt lại thì thấy sao không mà qua mắt lỏng vậy đó. Rồi thấy vậy rồi mới hốt chở đi Lục Ninh. Lục Ninh ở đâu tuần lễ thì không thấy giảm. Rồi cái mới hốt đi lên đây. Lên đây rồi thì tự thống đại cũng không thấy giảm nữa. Rồi thấy mình cũng nghèo khổ, hai có hai chồng không mà không có đi con, không có thế nào ở chung với mình hết trơn á. Bảo đảm, ông giúp được mấy sống được mấy ngày thì mấy ông nói là
kiến của mình đúng không? Dạ. Nếu mà mình chịu chích á thì mà ổng ra to ổng cho mình đi mua thuốc chứ. Dạ. Mà ở hôm gầy nghèo rồi có tiền đâu, có 5 triệu bạc rồi nạp vô đó hết 5 triệu rồi. Còn đâu nữa, rồi hôm gầy mẹ con đi chứ xin cơm từ thiện con này con kia ăn không. Là mình xin cơm từ thiện nữa con. Là mình sống từ bữa giờ luôn. Dạ. Trời ơi. Thì cái phần tiền nói chung là bây giờ thì cô sao cô không cái phần đó cô không hỏi là bao nhiêu tiền nó cô chích cho bác sống được ngày nào hay ngày đó. Là còn có ổng còn sống ổng là còn có 2% thôi. Dạ, 2% nữa cô. Mà chích đó mà không biết là ổng sống được mấy ngày, chừng 2 ngày, 3 ngày gì trở lại chứ không có bảo đảm là lâu. Dạ. Nên là... mấy mạch máu là tắc nghẽn. Tắc nghẽn đứt mạch máu hết trơn rồi. Bởi vì sang qua tai biến. Sang qua tai biến luôn hả cô? Sang qua tai biến luôn. Dạ. Nên là có ý cô xin muốn xin bệnh viện là về để cho bác về nhà cho nó ấm nhà đúng không? Bác sĩ nói là người nhà cho người nhà hay như vậy mà. Dạ. Nếu mà người nhà muốn đem bác về thì đem. Dạ. Bác cho giấy xuất viện. Dạ. Ra viện về. Dạ. Đó rồi hôm qua xin nó là nó thôi đi để bữa nay hay về bữa ngày nó rõ hơn. Dạ. Để rõ đường đi hơn để ban. Dạ. Đêm rồi mình cũng không có thấy đường mấy mà chỉ đường đi. Dạ. Về. Rồi. Nói chung thì cái bệnh của bác thì nói chung bệnh cũng lớn tuổi thì bác cũng lớn tuổi rồi bệnh. Dạ. Cũng nhiều thì gia đình mình cũng giúp bác cũng tới đây đúng không? Dạ. Thì bây giờ thì giúp được tới đâu thì hay tới đó đúng không cô? Dạ. Bây giờ sống được ngày nào sống được ngày nào vui nhà vui cửa thôi mới ngày Tết. Dạ. Đó. Thì nói chung thì bác cũng tội nghiệp bác thì bây giờ là bác cũng bệnh cũng năm nay chưa cô? Hơn năm không? Bệnh mấy tháng nay à, chóng mặt rồi mấy tháng nay thôi. Là mấy tháng nay rồi mấy tháng trước sao cô? Mấy tháng trước thì cứ ông sợ đi ra ông sợ té ông đi chống gậy không cũng thuốc. Ngày nào cũng thuốc huyết áp hết trơn á. Ý là từ trước giờ mình chưa đi khám cho bác đúng không? Cũng khám bệnh hơi bệnh này cũng khám ở xã rồi ở gì ở xã rồi đó à khám ở xã độ hả? Dạ. Xã Lộc Quang á. Dạ. À sẽ khám ở xã Lộc Quang hả cô? Dạ. Thì cái đó khám sao cô không đưa bác lên thành phố khám cho nó chắc cứu cô? Trời ơi có tiền đâu mà đi chú ơi. Đi sao xe hai đi ở đi một mình ổng đâu có sống đâu có nợ ngồi đâu có nổi. Dạ. Đi thì đi phải hai vợ chồng tiền xe thì mấy trăm ngàn rồi. Dạ. À, mấy trăm ngàn hả cô? Dạ. 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 Cái bữa mà chuyển cho từ Lộc Ninh lên sao cô? Ở Lộc Ninh lên thì ổng cũng còn biết. Còn biết. Ý là mình đi xe gì lên tới bệnh viện Phật Thạch cô? Cháu nó bao xe ở ngoài đi. À. Mình nhờ có thằng cháu. Không có thằng cháu thì chắc cũng nằm ở đó luôn. Dạ. Nó thấy ông nó lên nó xuống đó quá tệ rồi, ông nói thôi giờ hốt ông đi đi. Dạ. Nói trời ơi mình khóc với nó thành kiếm giờ tiền bạc không có, hốt đi thì không cũng lo cho ông. Dạ. Tiền xe tiền cổ tiền thuốc tiền men. Dạ. Nó nói thím lo quá đi lo thôi cũng sống mà thím không lo. Dạ. Nó nói vậy. Dạ. Thì nó mới nói là thì thôi bây giờ lo con cháu con á thì cũng nóng cuộc chú con thì. Dạ. Giờ thì con đi bây giờ thiếp chiều con. Dạ. Thì là bữa xe đó hôm đó là cháu đi không lấy tiền đúng không cô? Là cháu giúp cho cô hả? Người cháu giúp cho cô đúng không? Giúp tiền xe. Dạ là cô đỡ một phần đó đúng không? Dạ. Tiền thuốc tiền men á thì người này thăm người kia thăm mà gửi lên cho mình 6 triệu. Dạ. Rồi á hả đóng tiền viện phí là 6 triệu rồi tạm ứng là 6 triệu rồi. Dạ. Bây giờ ra viện á thì bác sĩ nói là bữa hôm hôm mấy tay đó rồi lên đóng tiền coi tiền viện phí. Dạ. Mấy này đi nữa. Dạ. Thì nói chung là nhờ các mọi người đến thăm và giúp cô thì trong thời gian hôm qua để cho bác cũng cho bác cũng tới giờ cũng ăn Tết được sống tới giờ thì bây giờ nguyện vọng của
cô bây giờ cô muốn đưa bác về để ăn cái Tết ở nhà đúng không? Là ăn còn như bây giờ cũng là mùng ba Tết rồi, thì bây giờ cô sẽ đưa bác về cho nhà mình ấm cúng và ăn Tết ở nhà luôn. Phải không cô? Dạ. Dạ rồi. Thì nói chung là bây giờ thì con, thì con qua con cũng có nghe cô có điện đó, thì nhà có điện cho bên hội con thì hội con cũng giúp, nhưng mà ngày lễ Tết thì tụi con không cũng chạy hết á. Thì nói chung tụi con cũng giúp cho những người nghèo. Nếu mà hội giúp đỡ cho mình được vậy thì rất là đội ơn cho đội đội. Thì tụi con là nói chung là con làm hội tình nguyện của VDS, thì tụi con là nói chung là có người nghèo ở đâu thì tụi con giúp cái đó, nên tụi con cũng cũng biết mà, tại vì người nghèo mình mấy ngày Tết này họ cũng đâu có ăn Tết được vui vẻ như người nhà mình bị vậy đúng không cô? Yeah. Rồi. Con dâu cháu nội cháu ngoại gái rể xuống về nhà trơn luôn á. Vậy là đang chờ trên nhà luôn đang cô. Đang chờ nha. Dạ. Rồi. Gái ở Vĩnh Long mới cũng mới lên tên giờ nó mới nhà. Dạ. Rồi. 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 Gần tới nhà bác Bảy nha, còn 15 cây nhưng mà đoạn đường rất xấu, ủa rồi có gà không à, anh trai anh chạy cũng rất kỹ à, anh chạy rất kỹ nè, nên tụi em chỉ chạy có 56 giờ để qua những ổ dâu có gà thôi, nhích kinh nhích kinh nhích hơn nha cả nhà ơi, đoạn đường vô là rất xấu, còn cỡ 10 cây số nữa là tới nhà nha cả nhà ơi. Rồi. Đường rất xấu đúng không anh cha? Đường đó là sao mình giờ không ghê không chạy nhanh được. Ờ, tại vì bác cũng đang còn cái 2% sống nên mình không có thể nào mình chạy kiểu mà gấp được. Mình cứ để cho bác về tới nhà đúng không anh? Đúng rồi, mình cố gắng giữ cái xe cho nó đầm á. À, mình chạy cho đầm để đưa bác về tới nhà đúng không anh? Cho an toàn chính xác. Dạ, đúng rồi. Thì nói chung là anh Tranh thì tay nghề cũng cứng mười mấy năm rồi, à, anh cũng biết. Thì anh cũng quan tâm tới sức khỏe của người nhà, muốn cho người nhà về tới nhà an toàn là đoạn đường đó, đoạn đường rất chi là gồ ghề, không thể nào đi được. Rồi mọi người đừng rời xa màn hình nha, chuẩn bị theo dõi tụi em tới nhà nha. Đây có đoạn đường giờ tụi xe cũng thương mình đi sợ đụng gầm luôn cả nhà, thấy không? Đường chi đã xấu mà xe nó nghiêng qua bên luôn, cả nhà thấy không, thấy cái đầu xe không, xe mà chạy nó nghiêng qua bên luôn nè, xe nghiêng rất nhiều luôn đó, độ nghiêng rất cao, cả nhà thấy không, đường xấu xấu luôn, còn có mấy cây số nữa thôi mà đường rất xấu. Khoan khoan, nhà đâu? Anh ghe cái đầu đây nè, lấy cái nước. Bỏ đi, xuống thẳng luôn, ghe vô rồi. Nó nghe mày sao anh xuống anh ca được. Ghe lại anh Tranh ơi, ghe lại đi. Anh ghe lui lại cho xe thẳng đi. Ghe lại đi. Ghe lại luôn, ghe thẳng luôn. Đậu giữa luôn anh, đậu giữa đường luôn cho đâu. Đây là nhà bác Phú Bắc Bảy nha. Tới nè chị ơi. Nhà mình có mấy người khoan khoan né ra đi, đừng đừng có bu vô. Bây giờ mấy anh nào thanh niên đâu phụ phụ. Phụ phụ. Phụ phụ. Mấy anh thanh niên phụ ảnh nha, từ từ anh móc ra cho, để móc bằng cây ra cho.
Trên gỡ oxy luôn anh Trên ơi. Cái nào? Gỡ 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 vô. Rút của mình kia luôn, mình bóp luôn đi. Rút hết luôn đi. Rút mình bóp, đầu mình bóp đi. Khoan khoan khoan, cái này khiêng lên đi, đường sốc sốc lắm. Khiêng lên đi anh. Một anh thanh niên, mỗi anh thanh niên mỗi bên. Mỗi anh thanh niên mỗi bên khiêng lên đi. Đây nhà của bác Bảy ơi. Để đưa vào cái nhà này. Khoan khoan, cốt anh em. Từ từ anh chỉ cho. Từ từ kéo xuống đi, kéo xuống cái giò cái đã rồi mới khiêng được. Giờ để đầu ra, đầu vô vậy. Mỗi bốn người đi, mỗi bên ba người đi, khiêng cho bác xuống cho nhẹ. Đúng rồi. Cao cắm, đừng anh đừng khiêng vậy là bắt đầu á, bắt đầu á. Ba người đứng ở trên giường đi. Ủa đứng lên giường luôn. Rồi một hai ba dỡ lên rồi em kéo em cay cho. Rồi nhẹ thôi, nhẹ tay thôi. Mọi người đừng có bu đông quá, bu đông quá ngợp bác, cái để đi. Mình lấy anh đi cho ông tỉnh dậy làm ông chỉ dạng cái đâu ông lấy về. Rồi còn nghe, còn nghe bác còn nghe. Rồi. Cái nhà mình người đó có con cháu thì đầy đủ rồi đó, không có đứa nào hết trơn nha. Chị à, chị là gì của bác Bảy? Cháu. Cháu, em cháu, cháu nội hả? Dạ rồi. Anh là gì của bác Bảy? Con. Con à, con thứ mấy của bác Bảy? Con thứ tư hả? Dạ. Mấy ai phụ kéo để cho gọn cho bác này, cho bác nằm cho dễ nè. Đây là... Dạ rồi. Bác Tài dạ. Nào nào bác Tài, nào bác sĩ gì, sĩ gì không biết nữa. Dạ cái này là tụi con chung hết. Dạ hả? Đa này. Dạ. Không biết. Là nhà của bác Bảy nha. Đây. Các cô là hàng xóm đúng không cô? Là... Em vợ. Dạ cô là em vợ của bác Bảy. Ừ, em ruột của bà. Thì con có thể nào hỏi tâm sự với cô một xíu được không? Được. Không có chuyện giờ rồi. Cô về cô mời cô ngồi cái. Nhắc cái băng nữa ra. Dạ không được, cô ngồi đi hay cô cháu mình ngồi đây được bình thường mà. Cho con hỏi là cô tên gì? 10. Dạ cô tên 10 và cô năm nay bao nhiêu tuổi cô? 68. 68 tuổi giờ rồi. Là cô ở gần đây nhà bác Bảy không? Xa bên. Xa bên. Thì con hỏi là cái tình trạng sức khỏe của bác Bảy á. Thì cô biết bác Bảy bệnh lâu chưa? Mới phát đây thôi. Mới phát đây hả con? Ông phát thì tôi cũng đưa đi. Dạ, bên giờ là cô đưa đi. Dạ. Phát lên thì cũng đưa đi xuống bệnh viện Lục Ninh. Dạ, đưa xuống Lục Ninh. Xuống Lục Ninh, viện Lục Ninh rồi bắt đầu hả bỏ bà chị. Bà mới ở dưới bà nuôi. Dạ. Tôi mới về. Về cứ điện hỏi thoại thăm. Bà thì bà giấu. Dạ. Bà nói ông khỏe. Dạ. Tôi mệt mới đi. Sao cô?
Cái bữa ông mệt quá bà mới điện xuống. Dạ. Là tôi mới xuống. Đi xuống thì thấy ông mệt quá. Dạ. Điện đi nữa. Dạ. Thì nói chung là cô cũng sợ ở nhà Tết buồn hay sao cô? Dạ cô ngoại lại sợ Tết buồn. Dạ. Mà nghe bà nói thì ổng quá tệ đi. Dạ. Đó, nói quá tệ thôi. Dạ. Giờ ổng ấy thì cho ổng về đi. Dạ. Rồi hả, nói bác sĩ nói á là cho mua thuốc gì đó 5 ngày hay gì đó. À, là ý là bác sĩ có nói là tại vì là cô trên không nói cho cô biết là chích thuốc 5 ngày sẽ sống được 5 ngày đúng không cô? 5 ngày nhưng dạ. Mà hết 5 ngày đó mà mất. Không bảo đảm, không dạ. Bảo đảm. Dạ. Đó. Thì nói như vậy thì thôi, ông ấy thì cho ông về đi. Dạ. Anh cho ông nhà cửa, ông có tắt hơi đi nữa cũng ở nhà. Dạ. Đó. Thì dạ. Đó mình cũng nghe lời ông bà già xưa, hồi xưa nói vậy. Dạ. Rồi mình cũng bắt chước theo. Dạ. Đó, vậy thôi. Dạ. Ủa cô cho con hỏi là nhà mình là mấy người con cô? Dạ năm. Năm người con hả cô? Dạ. Tại ở đây cô sống một mình hay sao? Ở đây thì hai có hai chồng đó. Dạ có hai chồng ở đây thôi. Ừ. Rồi là cô là con bác là em vợ rồi sát bên. Sát bên. Dạ là cũng qua lại với nhau. Còn cái nhà bên này, nhà dạ. Bên này của thằng trai thứ hai. Dạ, nó cũng mua hai. Nhà cũ người ta, người ta bán có ba mấy triệu đó, tụi nó mần dạ. Nó trả lần lần đó. Dạ, dạ. Hai chục hay ba chục? Hai chục. Ừ. Nhưng mà ý là mình mua mình trả lần lần. Trả lần dạ, lần. Đúng rồi. Chứ nó cũng có tiền đâu, nó cũng nghèo tới bà. 3 triệu, 3 triệu vậy đó. Ừ. Trả từ dạ. Từ. Khu vực ở trên này tính ra là con hỏi cái vấn đề này là mình sẽ làm việc gì trên này để cũng sống mỗi ngày á. Bả đi làm một điều có sống một điều, hai xài dứt một điều không à. Rồi ổng dạ. Mệt quá, ổng chóng mặt quá không thấy đường dứt dạ. Đường mà mấy ổng cũng dứt nữa đó. Dạ mình dứt hột điện, cái hột điều mình dứt là dứt cái dơ cái lụa là mình lấy cái hột ở trong đúng không cô? Dạ. Thì công việc sạch. Đó thì công việc nó cũng khó cũng cực à cũng cực nhưng mà nó cũng nhẹ dạ ừ. Thì cái đó thì mình làm một tính nó tính lương mình hay là mình ăn bịch cũng... bịch có 65 ngàn chứ nhiều mà một ký 6 ngàn mà một ngày mình làm được nhiêu ký thôi ngày không được 20 ngàn trời ơi không ừ. Được 20 ngàn ý là một người hả cô một người không đủ 20 ngàn luôn mà mặn tối mặn tới 11 giờ 10 giờ nghỉ cà phê dạ. 4 giờ làm tới sáng làm chừng 2 ký 3 ký 2-3 ký ngày được có 12 ngàn mà hai chồng có 24 ngàn sao sống không rồi. Làm rồi đi làm gì giờ dạ đâu tại mà vì... bả đâu giờ bả đâu có đi làm thuê làm mướn ta nổi mỗi lần hồi xưa bả còn đi làm giỏi dạ. Mà giờ bả đâu có đi làm được đâu giò cẳng nhức đau sưng mút hết trơn dạ. Cô là cái ghế con ngồi đây luôn đi có sao đâu giờ con dạ thì nói chung là con cũng mới xuống như đợt trước nhưng con cũng có xuống đây một lần hay sao chắc đằng kia đó ở đằng kia dạ đằng kia hả cô dạ rồi đằng kia người ta chỉ ủa mà cái duyên nào mà sao cô lại biết cái bên hội tự nguyện BDS tụi con mà cô điện được hay vậy? Thì cũng đằng đó rồi tôi nhà tôi làm chỉ tôi làm dạ là dạ. Đằng đó chỉ làm ừ là kêu làm. Cô là điện lên bên hội con dạ. Ừ. Dạ. Rồi tôi mới đứng ra tôi làm rồi tôi điện thoại qua lợi dạ. Cũng tôi đằng này làm dạ. Cái đó cháu ngoại hay cháu nội cô cháu ở xóm cháu ở xóm dạ cháu xóm thì nói chung bây giờ thì Tết mùng 3 bây giờ thấy cảm thấy gì được vậy thì mình cho bác Bảy về thì cũng cho nó ấm nhà ấm cửa thì gần Tết thôi chồng con út vậy đó gì con có nhà có cửa con dạ. Cái thì là con cái là ở xa không có gần nhà mình đúng không nó ở dưới miền Tây nó mới lên dạ. Hai đứa đó là mình có 5 người con năm người con mà hai trai ba gái đó thằng trai ngồi bốt đó còn thằng nãy đi đón mình dạ dạ rồi xe không đậu hết con. Dạ con xin nước rồi con. Dạ con xin nước cảm ơn con nha. Dạ tụi con không hết tiền rồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ tụi con là không có chở chuyến xe không đồng nên không có nhận tiền của các cô thôi các cô. Cô làm gì? Dạ rồi cảm ơn con. Dạ rồi. Rồi rồi xin chào cả nhà nha. Rồi. Rồi con mong bác mau khỏe rồi con xin phép nha cô. Dạ rồi. Con đi luôn. Dạ dạ. Dạ chào con. Xin chào cả nhà. Em với anh thì cho anh đã đưa bác Bảy về được tới nhà và an toàn và tụi em cũng kết thúc chuyến đi đưa bác Bảy về và an toàn và
cả nhà. Xin cả nhà đừng quên like, đừng quên like và chia sẻ cùng kênh Hội Thiện Nguyện BDS nha, BDS và kênh Tám Sang Nhiều Chuyện. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Bye bye.